Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Spire Room. Hôm nay, bọn mình sẽ mang đến cho các bạn một bài viết của tác giả Văn Khôi Ngô để cùng các bạn tìm hiểu xem ở Việt Nam liệu tỉnh thành nào có số lượng học sinh giỏi nhiều nhất nhá. À đừng quên, các bạn chỉ còn 3 ngày nữa để có cơ hội sở hữu cho mình chiếc áo phiên bản đặc biệt Giáng sinh 2020 của Spire Room. Và không để dài dòng thêm, hãy cùng bắt đầu với bài viết nào. Sau khi viết bài về định kiến vùng miền, mình nhận thấy có khá nhiều định kiến liên quan đến năng lực học tập ở một số tỉnh như là Nghệ An hay Nam Định. Cho nên mình đã thu thập và phân tích dữ liệu về điểm thi trung học phổ thông năm 2020 để vẽ nên một bức tranh khá toàn cảnh. Bởi vì mỗi dữ liệu điểm thi trung học phổ thông là chưa đủ về năng lực học tập và giáo dục của các tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra thì có thêm một số phân tích khác về việc các môn ngoại ngữ trong kỳ thi, sự bất bình đẳng trong giáo dục, sự ảnh hưởng của tháng sinh tới năng lực học tập được thể hiện qua điểm thi. Trước khi vào bài viết, mình sẽ nói qua một chút về hai bộ dữ liệu mình sử dụng. Bộ dữ liệu thứ nhất được crawl về từ các web tra cứu điểm thi, y đúc như dữ liệu mà các báo dùng để làm phổ điểm. Bộ thứ hai là điểm thi của thành phố Hồ Chí Minh, được sử dụng để tìm mối liên kết giữa tháng sinh và điểm thi. Bộ dữ liệu bị thiếu mất thành phố Đà Nẵng vì thi muộn. Trong các bản đồ được sử dụng thì mình chỉ giữ phần đất liền để tăng sự trực quan. Để cả Hoàng Sa và Trường Sa thì bản đồ sẽ quá to, không thể nhét vào cùng một ảnh được. 1. Phân tích về các môn thi ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh ra thì học sinh được phép chọn một trong 5 ngoại ngữ khác là tiếng Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức. Sau đây là biểu đồ về số lượng điểm thi trung bình của 5 môn thi đó. Số lượng 5 môn thi ngoại ngữ. Điểm thi trung bình các môn thi ngoại ngữ. Nếu không tính tiếng Anh thì tiếng Trung là sự lựa chọn số 1 với 1.200 thí sinh. Sau đó là tiếng Nhật và tiếng Pháp. Tiếng Nga và tiếng Đức vẫn có người thi nhưng không đáng kể. Xét về điểm trung bình thì hầu như những học sinh chọn môn ngoại ngữ khác tiếng Anh thì đều có kết quả tốt, trung bình mỗi môn đều trong khoảng từ 7 đến 8 điểm, để lại người anh em tiếng Anh lọt thỏm ở cuối. Tiếp đến hãy nhìn qua top 15 tỉnh thành có nhiều thí sinh thi tiếng Trung nhất. Lào Cai là tỉnh có đông học sinh thi tiếng Trung nhất, tiếp theo là Quảng Ninh. Có thể là do đặc tính địa lý có cửa khẩu quốc tế với Trung Quốc, nhiều người học tiếng Trung để giao dịch làm ăn. Ngoài ra thì có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn và Đồng Nai là nơi có nhiều Hoa Kiều sinh sống. 2. Phân tích toàn cảnh học lực và điểm thi. Phần này thì mình sẽ sử dụng 3 metric là điểm thi trung bình của toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh giỏi được điểm 9 trở lên hoặc 8 với môn có điểm trung bình thấp. Và phương sai của phổ điểm, dùng để đo mức độ phân tán thống kê của điểm thi. Phương sai cao đồng nghĩa với sự bất bình đẳng giáo dục. Nhiều thí sinh điểm cao học giỏi, nhưng cũng có nhiều thí sinh điểm thấp học kém. Một biểu đồ sẽ gồm 3 bản đồ, theo thứ tự từ trái qua phải, chỉ hiển thị top 15 tỉnh. Đầu tiên hãy đến với môn toán. Biểu đồ môn toán theo thứ tự từ trái sang phải. Điểm thi trung bình, tỷ lệ học sinh giỏi và phương sai. Ta có thể thấy một xu hướng rất rõ rệt là những tỉnh có điểm trung bình môn toán cao đều co rụm ở hai trung tâm đất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chứng tỏ vị trí địa lý là nhân tố quan trọng quyết định học vấn hay thậm chí là sự giàu mạnh của cả một vùng miền. Điều này cũng đã được giải thích trong cuốn sách kinh điển Súng, Vi trùng và Thép. Nhưng khi xét đến tỷ lệ số học sinh giỏi thì miền Bắc lại hoàn toàn áp đảo, đại diện duy nhất của miền Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khi xét cả bản đồ cuối cùng, về phương sai thì chúng ta có thể rút ra được một số insight sau đây. Miền Nam học toán đều hơn miền Bắc, không có hiện tượng bất bình đẳng môn toán ở miền Nam. Miền Bắc vùng xung quanh Hà Nội học toán rất giỏi, đặc biệt là Nam Định, dẫn đầu cả điểm trung bình lẫn tỷ lệ học sinh giỏi, mà lại không hề có sự bất bình đẳng ở đây. Cứ 5 học sinh thi toán ở Nam Định thì lại có một học sinh được điểm 9 trở lên. Hai tỉnh miền Trung là Thanh Hóa và Nghệ An, mặc dù có tỷ lệ học sinh giỏi cao, nhưng có sự bất bình đẳng rõ rệt, đặc biệt là Thanh Hóa với top 1. Thế nên nói dân miền Trung học giỏi chỉ là đúng một phần, bởi vì có một bộ phận học rất giỏi, nhưng phần đông còn lại thì học lực ở mức bình thường hoặc kém. Biểu đồ môn văn theo thứ tự từ trái sang phải, điểm thi trung bình, tỷ lệ học sinh giỏi và phương sai. Qua 3 bản đồ môn thi văn ta có thể rút ra được những insight sau. Miền Bắc thống trị về điểm toán thì miền Nam lại dẫn đầu về điểm văn. Đứng đầu là tỉnh An Giang với cả điểm trung bình,
lẫn tỷ lệ học sinh giỏi. Và quan trọng là miền Nam không hề có sự bất bình đẳng về môn văn lẫn môn toán, chứng tỏ học lực rất đều chứ không bị lệch nhiều như ở miền Bắc. Các báo cáo sau khi phân tích điểm thi thì nghi ngờ có gian lận điểm môn văn ở An Giang. Nhưng điều này là khó có thể xảy ra khi dữ liệu trên biểu đồ cho ta thấy các tỉnh miền Nam giỏi văn thật sự. Dấu hiệu của gian lận thường thấy là tỷ lệ số học sinh giỏi cao kết hợp với có sự bất bình đẳng, mà điểm trung bình lại thấp. Vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết ở môn lịch sử. Bản đồ môn tiếng Anh theo thứ tự từ trái sang phải, điểm thi trung bình, tỷ lệ học sinh giỏi và vượt sai. Biểu đồ về điểm thi môn tiếng Anh cho ta thấy miền Nam lại một lần nữa nổi trội trong môn tiếng Anh nếu xét về điểm trung bình và ngược lại. Với tỷ lệ học sinh giỏi thì miền Bắc vượt trội hơn. Bản đồ cho thấy một quy luật rõ ràng, các tỉnh giỏi tiếng Anh nằm co rụm tại các trung tâm thành phố lớn và các địa điểm du lịch nổi tiếng có người nước ngoài. Dọc miền Trung không hề có một tỉnh nào nằm top, có thể có Đà Nẵng nếu dữ liệu đầy đủ. Hà Nội và Sài Gòn là hai thành phố trung tâm phát triển nhất của cả nước, quy tụ nhiều tầng lớp trí thức tinh hoa. Chúng ta hãy xem họ đầu tư môn học gì nhất cho con cái. Tất nhiên, đó là tiếng Anh. Mặc dù số thí sinh dự thi cao nhất cả nước, kèm theo phương sai cao, chứng tỏ có rất nhiều học sinh học tiếng Anh kém, có thể là ở vùng ngoại ô. Nhưng điểm thi trung bình lẫn tỷ lệ học sinh giỏi vẫn vượt xa các tỉnh thành còn lại. Tổng kết lại, các tỉnh học giỏi thường co cụm xung quanh các thành phố lớn, cụ thể đó là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Định kiến các tỉnh miền Trung học giỏi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tình trạng bất bình đẳng giáo dục ở các tỉnh này rất lớn và cũng có thể là bất bình đẳng thu nhập. Chưa nói đến trình độ tiếng Anh của các tỉnh này không ổn, mặc dù tiếng Anh có vai trò quan trọng trong xã hội hiện tại. Có thể thấy tình trạng bất bình đẳng giáo dục là rất rõ ràng ở miền Bắc, hầu như không có trong miền Nam. Liệu có phải là do bất bình đẳng ở thu nhập ở miền Bắc trầm trọng hơn ở miền Nam? Chủ đề này có thể là một chủ đề hay cho các bạn nghiên cứu về giáo dục hoặc văn hóa vùng miền. Nằm trong top điểm trung bình và tỷ lệ học sinh giỏi của cả 3 môn và không hề có sự bất bình đẳng nào. Chưa kể top 1 môn toán với điểm số vượt xa phần còn lại, hoàn toàn chính xác khi gọi Nam Định là đất học. 3. Mối quan hệ tương quan giữa các môn thi. Chỉ số về mối quan hệ tương quan dao động từ âm 1 đến 1. Càng gần 1 thì sự tương quan đồng biến càng mạnh. Ngược lại với âm 1 thì tương quan nghịch biến. Và càng gần 0 thì không có liên hệ gì với nhau. Những môn có mối quan hệ tương quan đồng biến, nghĩa là khi học giỏi môn này thì sẽ có tỷ lệ cao là học giỏi môn kia. Môn toán có mối quan hệ tương quan mạnh nhất với môn lý và tiếng Anh. Đối với các môn còn lại thì toán cũng có hệ số tương quan khá cao trừ môn sinh. Môn văn, anh, hóa có mối quan hệ tương quan mạnh nhất với môn toán. Đây là một nghịch lý bởi toán thuộc khối các môn tự nhiên, còn văn với anh là các môn xã hội. Điều này có thể là do văn hóa giáo dục chú trọng và đề cao môn toán của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Thế nên kể cả những học sinh theo các khối ngành xã hội cũng phải ra sức học môn toán dù không hề có sự đam mê. Ngoài ra thì không có cặp môn học nào tương quan mạnh, lớn hơn 0,7. Mạnh nhất là toán với lý với 0,59, toán với anh 0,58. 4. Phân tích thêm về môn lịch sử. Môn này khá là đặc biệt bởi vì năm nào nó cũng đội sổ về điểm thi. Học sinh ai cũng ghét nó, thế nên mình quyết định phân tích thêm về môn này để xem có insight gì thú vị không. Bản đồ môn lịch sử theo thứ tự từ trái sang phải, điểm thi trung bình, tỷ lệ học sinh giỏi và phương sai. Bản đồ phân bổ không thấy có quy tắc gì, các tỉnh trong top điểm thi nằm rất rải rác. Điều thú vị nằm ở sự bất bình đẳng một cách cực đoan ở một số tỉnh, được thể hiện bằng điểm trung bình không cao lắm, nhưng nằm top về tỷ lệ học sinh giỏi và sự bất bình đẳng. Đây có thể là dấu hiệu cho sự gian lận. Có hai tỉnh thỏa mãn điều kiện này là Cao Bằng và Điện Biên. Kể cả môn lịch sử thì Nam Định vẫn nằm top cả điểm trung bình lẫn tỷ lệ học sinh giỏi. 5. Sự ảnh hưởng của tháng sinh đến điểm thi. Cuốn sách Những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell có nói về việc tháng sinh ảnh hưởng đến thành tích thi đấu thể thao như thế nào. Đại loại là nếu bạn muốn trở nên xuất chúng cho các môn thể thao ở Mỹ, bạn phải được sinh vào các tháng đầu năm. Để khi đến mùa tuyển sinh của các lò đào tạo vào cuối năm thì bạn sẽ có lợi thế hơn với những người sinh vào cuối năm. Nên mình sẽ thử phân tích điểm trung bình của 3 môn toán, Anh, Văn
của học sinh thành phố Hồ Chí Minh theo tháng sinh để xem điều trên có đúng với học tập không. Điểm thi trung bình. Tỷ lệ học sinh giỏi. Biểu đồ của điểm thi trung bình đã được thay đổi giá trị mốc với mục đích trực quan. Và như chúng ta thấy, quả thực là những học sinh sinh vào đầu năm có kết quả tốt hơn sinh vào cuối năm. Điều này cũng đúng nếu phân tích riêng từng môn thi một, thế nhưng khác biệt đó không đáng kể. Đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ vui vui, bởi vì dữ liệu điểm thi ở thành phố Hồ Chí Minh không mang tính đại diện cho tất cả học sinh ở Việt Nam. Nên mình chỉ làm một cách đơn giản, chứ đúng ra là phải thực hiện các kiểm định giả thuyết thống kê thì mới chuẩn chỉnh. Kết bài. Trên đây là bài phân tích của mình về học lực và giáo dục của các tỉnh thành ở Việt Nam thông qua dữ liệu điểm thi đại học. Mong rằng sau bài viết này, các bạn có thể thấy được sự thú vị của Data Science, đặc biệt là ở mảng phân tích data. Nếu các bạn có ý kiến gì thêm, hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!